Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một chiếc đèn mà mình nghĩ là ai làm vlog thì cũng nên mua. Đó là chiếc đèn Ulanzi VL120 RGB. Cái bản mình đang dùng là bản RGB, nó còn một cái bản nữa là bản đèn trắng không thôi. Nhưng mình nghĩ cái bản RGB này nó sẽ làm được nhiều việc hơn. Ví dụ như là thế này. Đèn sập sình luôn. Nó có rất nhiều những hiệu ứng mà mình có thể sử dụng. Party này, nến này, sấm chớp này, chung là rất nhiều hiệu ứng thì mình có thể sử dụng được. Nhưng hiệu ứng mà mình hay dùng nhất là hiệu ứng là để làm cho sáng mặt mình lúc quay vlog này. Đó, thấy sáng không? Tầm tầm vừa vừa và quay khoảng cách gần gần như thế này thì nó rất là sáng và mình đủ để mình có thể là quay vlog trong một phòng tối như này. Hiện tại mình đang có một cái đèn bàn ở đây mình chiếu. Thì bình thường thì mình sẽ dùng cái đèn này vì cái đèn này nó sẽ ánh sáng nó sẽ dịu hơn là cái ánh sáng đèn bàn này, nên là nó sẽ bị mặt mình sẽ bị để kiểu này tối như này, còn cái này thì nó sẽ sáng hơn. Mình còn có một cái tản sáng này nữa, cái sáng ở mặt mình này nó sẽ đều hơn và ánh sáng trên mặt mình nó sẽ mịn hơn và da mình sẽ đẹp hơn. Cái này này thì mình mua ở trên Shopee tầm khoảng 500-600 gì đấy, nếu không nhớ nhầm thì khoảng 500-600, nhưng mà chung là đây là một cái đèn mà mình thấy rất là ưng ý. Hồi trước thì mình có tìm mấy cái loại mà hãng xịn xịn hơn ấy thì là nó khá là đắt, tầm khoảng hơn triệu thôi. Nhưng mà cái Ulanzi VL120 này thì nó khá là rẻ một nửa so với những hãng khác mà lại rất nhiều hiệu ứng cho mọi người sử dụng. Pin của cái này nó chiếu được khoảng 2 tiếng nếu mà chiếu liên tục và ánh sáng mắt, còn nếu mà không mắt thì nó sẽ tầm được khoảng chắc 4-5 tiếng gì đấy. Thì không rõ nhưng mình toàn chiếu mắt ánh sáng thôi nên tầm được khoảng 2 tiếng là hết. Ok, mọi người nếu mà quay vlog hoặc là mọi người cần một cái loại đèn mình làm đèn chiếu nền đằng sau này, hoặc là cái đèn phụ ở bên cạnh này này, hoặc là cái đèn vlog, đèn chính vlog nhưng mà chỉ quay ở gần thôi, thì sử dụng cái Ulanzi 120 này rất là ok nhá. Hẹn gặp lại mọi người video sau nhé, với những đồ heo hơn. Bye bye.